chị quá. Mọi người ơi, cứ ai gọi vô đi số điện thoại của Mon đó mà không có việc gì hết đó là Mon sẽ chặn số người đó. Tại vì đối với Mon là không có làm quen, không có hẹn hò. Đối với Mon chỉ có công việc thôi. Mọi người ơi, mấy bạn mà đăng ký vào cái đường link mà Mon ghi ở bên trên đó, phần bit.ly gặp phần hot girl, mấy bạn có một cái tài khoản rồi mà khi mà mấy bạn chán hay là mấy bạn không có gì làm thì mấy bạn vô đường link đó, mấy bạn đăng ký ngày hôm nay mấy bạn được nhận mãi là trên 2.8 triệu, trên 2.8 triệu nha, chỉ trong hôm nay những các bạn nào mà đăng ký thôi. Đây là áo của Phình 88 nhiều cách thồ nha mọi người. Sao chị nâng ngực to quá vậy, nhìn không đẹp lắm. Sorry mọi người, không phải là đã nói là tại bác sĩ chứ không phải là tại Mon. Bác sĩ đặt cho Mon chứ không phải là Mon tự đò, Mon tự đặt mọi người. Mon nó nói là khi là Mon làm gì mấy bạn thấy không? Mặt của Mon mà cũng không có làm lố luôn, mặc dù là Mon làm rất là nhiều lần rồi đó, đáng lẽ là mấy bạn cứ lố đúng không? Nhưng mà Mon nói là phải làm vừa đủ, nhìn vừa sang vừa đẹp thôi chứ Mon không cần mà đẹp, xuất sắc hay là cần những đường nét hoàn hảo. Mon chỉ cần là vừa mặt mình dễ nhìn thôi, nhưng mà vô tình cái ngực đó là bác sĩ đặt to quá cho nên là Mon đó bị nhìn nó cảm thấy là hơi lố mọi người. Chứ thật ra Mon á, bây giờ Mon mặc cái áo nào đi chăng nữa cũng thấy nó độ rồi, một người ta cũng để ý rồi. Mà mình đã bị để ý rồi là mình đã bị vô sách đỏ, mình làm cái gì nó cũng đang chú ý hết đó. Mon đó thì trước giờ mấy bạn biết không, Mon livestream mình thăm bác Mon không có vấn đề vậy đó. Thì có vấn đề ở điểm là người ta cài auto cho Facebook của đàn ông. Người ta cài cái auto kết kết thúc livestream á, là cái livestream đó nó sẽ người ta tải về, người ta tải về xong rồi người ta phát lại. Mà Mon đang bị cái điều đó trong thời gian qua, cho nên là mọi người không biết là trang cá nhân chính thức của Mon nó là cái trang nào, là mấy bạn hiểu. Nên nó là khi mà Mon nó gặp sự cố như nè, Mon nó hôm qua thợ chụp hình có thắt dây và máy cướp có thắt dây lại cho Mon rồi, nhưng mà nó bị đứt dây. Dây cái đồ của Mon mặc á nó hay bị đứt chỉ, là nó bung chỉ nó đứt dây hết những chỗ nó bung ngực đó mọi người. Xong là có khi là nó tét áo ra, có khi nó rớt áo ra luôn. Rồi hôm qua mình vô tình đó là cái tu người ta cài auto luôn trong cái tu trong cái livestream của mình đó, cho nên cái livestream nó bị tải đi. Rồi mấy bạn nó đăng của mình, rồi mấy bạn chạy tùm lum hết trên các fanpage, rồi mấy bạn chạy đủ thứ trên trang cá nhân để mấy bạn câu like. Rồi mấy bạn nói đó là cái trang của Mon, nhưng mà ra Mon chỉ chơi trang chính thầy. Khi mà có vấn đề gì xảy ra thì Mon sẽ xóa hết, kể cả hình ảnh hay là livestream mà nó bị vấn đề nhạy cảm thì Mon sẽ xóa liền luôn á. Nhưng mà vô tình là Mon nó bị chú ý, bị chú ý là Mon cài hiện tại con tu rồi, cho nên bây giờ có xóa đi chăng nữa cũng chẳng làm gì hết. Cho nên từ bây giờ á, Mon cũng suy nghĩ ra rồi, mấy bạn làm gì vậy Mon không chắc mấy bạn nữa. Mấy bạn giờ cũng cài con tu, mấy bạn có tải nên mấy bạn thấy sai chuyện của Mon câu like, Mon cũng sẽ không chắc nữa mọi người. Mon cũng sẽ không bao giờ nói tới nữa đâu, tại vì vấn đề mình nói nhiều quá họ cũng chẳng làm được gì. Cộng đồng mạng bây giờ quá đông rồi, người ta lên Facebook quá nhiều mà người ta bây giờ thật giả không biết ở đâu, nên là cũng khó nói với mọi người. À, nói nhắc lại nha, hôm nay mà ai muốn nhận quà của Phình 88 New Cách Hồ, áo khung của New Cách Hồ từ Anh Quốc, bạn đó comment cho mình số điện thoại, chia sẻ 5 lần vào hội nhóm, mình sẽ tặng cho bạn mình. Trước khi kết thúc livestream mình sẽ chọn ra một số điện thoại, và bên số điện thoại đó mình sẽ gửi cho nhà tài trợ, nhà tài trợ sẽ liên hệ cho các bạn, tặng cho mấy bạn một cái áo thun. Và những cái bạn nào mà đăng ký tài khoản thành công trong cái đường link bit.ly gặp Phình Hot Girl mà Mon tát ở bên trên, đăng ký trong cái này đường link nó thành công rồi, Mon sẽ gửi cho bạn đó một cái mã số để mấy bạn nó vô trong cái tài khoản của bạn, sẽ được tăng lên là mấy bạn sẽ được nhận thưởng trong ngày hôm nay 2.8 triệu nha. Nhà tài trợ Phình 88 sẽ duyệt hết những cái bạn nào đăng ký trong ngày hôm nay. Đây là áo thun của New Cách Hồ Phình 88 nha mọi người. Đây là cái áo thun từ Anh Quốc cho nên là bên ngoài không có bán đâu. Bạn nào thích đó thì sẽ được Phình 88 tài trợ nha. Phình 88 là một nhà mạng từ bên nước ngoài và đã có uy tín trên toàn thế giới. Nên là những bạn nào mà đăng ký tài khoản trong đó rồi, mấy bạn có thể giao lưu và giải trí trong đó nha. Anh ơi, anh chia sẻ cho em á, thì anh nhớ comment cho em số điện thoại nha. Bạn Hiếu Tiêu, nhóm người yêu
comment số điện thoại bạn, các bạn hãy làm theo bạn bé mén nha. Nhớ chia